Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mỹ ở ngoài thầy xấu trai. Thầy xấu trai. Em trả lời luôn là đối với em thì vợ em hoàn hảo. Anh nó không muốn, anh nó từ từ sinh mình con gà luôn. Thế là dính một phát, là một phát đầu tiên là dính luôn. Là có con luôn. Dạ có cái gì chứ nhỏ này. Quá. Đang gà đứa thứ hai nhưng mà chưa chị. Nói chuyện được có 5 hôm hay mấy hôm thì bảo là em ơi, anh muốn cưới em làm vợ. Xong rồi con cảm thấy là ông này thực sự là đấy ạ. Có vấn đề. Con cũng chưa thấy tật xấu nào ở vợ. Có nghĩa là những cái cử chỉ, những cái hành động đó thì mình cảm thấy nó ngày càng yêu hơn. Như là mọi thứ cảm thấy rất là dễ thương. Thiệt không đó? Dạ thiệt. Anh coi chừng lừa đảo đó nha, tôi không có đặt hàng cái gì hết. Đón xem Vợ Chồng Son vào 22 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.